Bạn trên đây nè, 5 tỷ là số lớn lắm. Thời điểm này không ai cho mượn nhiều đâu lắm. Linh đính chính luôn nha. Linh không có mượn bạn này 5 tỷ. Linh mượn 300 triệu. Linh cộng hết báo chí hỏi thì hỏi hiện tại chị đang nợ bao nhiêu. Thì Linh tổng hết những cái số nợ bà con giúp đỡ, bạn bè giúp đỡ, người những người cho mượn không lấy lãi, những người giúp mình từng đồng từng đất. Mình cộng lại hết để ra con số đó, để mình nhắm, mình ước lượng được. Mình đi làm phải trả được sủ cái con số này. Mình không muốn mang nợ ai đồng nào. Không phải là mượn bạn đó 5 tỷ nha. Mà mọi người hồi sáng giờ cứ nói người ta cho mượn 5 tỷ mà không nói lời nào hay không. 300 triệu. Bây giờ nói tiếp tới chuyện sáng nay. Đây là cái hợp đồng phim của Linh. 3 giờ sáng Linh ngủ vì những cái chuyện này mình sợ ảnh hưởng tới mình. Cho đến khi lên đoàn phim là 5 giờ sáng dậy để chuẩn bị. Đây là ngày đầu tiên Linh bấm máy. Thì lùm xùm sáng giờ nhắn tin để trả lời báo được cái sự việc thì mình cũng không nghĩ nó đi xa tới mức như vậy. Mình nghĩ là ngày hôm nay là nhận tiền rồi, chuyển khoản trước 4 giờ công an cũng đã vậy rồi, biết là dân sự thôi, tự hòa giải với nhau và tự ngồi thương lượng với nhau. Bạn nó cũng vậy. Nhưng tới 15 năm đi làm nghề đóng phim, Linh chưa bao giờ mà bị kêu lên nói là đoàn phim bây giờ không cắt cái hợp đồng của Linh. Cắt hợp đồng nha mọi người, nên Linh về sớm nè. Tại vì nhìn cái lịch diễn của Linh là ngày hôm nay là tới tối lận, nên Linh hẹn mọi người tối nay Linh lên. Nhưng mà cái con đường Linh đi làm mà Linh ngồi Linh chờ Linh quay tới khi mà chủ nhiệm nhà sản xuất mới kêu Linh lên là vì những cái lùm xùm của Linh sáng nay Linh không được diễn nữa. Hợp đồng 100 mấy chục triệu của Linh và cái hợp đồng 60 triệu và một cái hợp đồng 60 triệu hôm nay người ta chuyển khoản để mà Linh dựa vô đó. Linh có tiền Linh trả. Linh không có trách nhà sản xuất hay không có trách cái phim này. Chị nói bao giờ chị nói không trả. Tại vì em làm đúng rồi, cái này là chuyện mượn của em, chỉ làm tăng, em không hề lấy một đồng lời, nhưng mà chỉ cố tình những con người của em không chịu vậy. Tiền là tiền mồ hôi, nước mắt.